vô cùng đặc biệt. Đây là một bạn học sinh đến tham dự BIV Open House ngày hôm nay. Xin chào anh chị ạ. Vâng, lời đầu tiên có thể cho biết mình, bạn có thể gửi tới tất cả các khán giả của chúng ta một lời chào thật lần lần nồng nhiệt hơn được không ạ? Và bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như tiết mục mà mình muốn thể hiện ra bây giờ không ạ? Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Quang Vinh, em đến từ trường Yên Thánh Bệ ở Ninh Bình. Em đang có đặt nguyện vọng ở truyền thông quốc tế ở trường mình đây ạ. Một tràng pháo tay ạ. Bây giờ em sẽ diễn một ca khúc, đó là Heat Waves của Glass Animal. Em xin hát ca khúc này bằng tiếng Việt.